Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Phong Thủy Thực Tiễn. Ông cha ta từ xưa vẫn dạy rằng nhà ở có 3 yếu tố quan trọng nhất khi xây nhà, đó là cửa chính, bếp và phòng ngủ. Trong đó phải nhắc đến đầu tiên là cửa chính. Cửa chính là bộ mặt của căn nhà, là nơi giao thoa giữa bên trong và bên ngoài của ngôi nhà. Mở cửa ra là thế giới bao la rộng lớn, đóng cửa lại là khoảng không bình yên thoải mái. Cửa chính có phong thủy tốt sẽ thu hút vượng khí, cân bằng khí giữa bên trong và bên ngoài của ngôi nhà, là bức bình phong cho sự hưng thịnh và phát triển của căn nhà. Vì vậy, cửa chính ở vào thế xấu thì cần phải hóa giải ngay để tránh những điều không tốt đến với gia chủ. Ở video trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách hóa giải hướng cửa chính khi nằm vào hướng xấu. Các bạn có thể xem lại ở đường link bên dưới nhé. Tuy nhiên, cửa chính không những chịu tác động của phương hướng mà còn chịu ảnh hưởng của những ngoại cảnh xung quanh. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng Phong Thủy Thực Tiễn khám phá 5 thế cửa xấu thường gặp cần được hóa giải ngay nhé! Số 1. Hướng cửa chính có góc nhọn chiếu thẳng vào. Trong thời buổi phát triển kinh tế hiện nay, người người đổ ra thành phố làm ăn dẫn đến việc thiếu đất ở trầm trọng. Giá đất càng ngày càng leo thang, tấc đất, tấc vàng, nên nhà cửa xây san sát, ngõ trước, ngõ sau, nên việc đối diện cửa với góc tường nhà hàng xóm là điều không tránh khỏi. Nếu rơi vào trường hợp này, bạn sẽ có 3 cách để hóa giải như sau. Cách 1. Treo biển đầu thú đang mở miệng ở dọc cửa hướng thẳng vào góc nhọn phía trước. Đây là một tấm biển rộng 8 thốn, mỗi thốn là khoảng 3,33cm, như vậy sẽ tương ứng 26,66cm. Quan niệm rằng có đồ thú chấn cửa, tà khí của góc nhọn chiếu thẳng vào sẽ không thể vào trong nhà được. Cách 2. Treo gương lõm hay còn gọi là gương lòng chảo. Gương lõm có thể phản chiếu toàn bộ các hình ảnh xấu phía trước ngược trở lại, giúp ngăn cản các tà khí xấu xâm nhập vào ngôi nhà của bạn. Cách treo gương cũng tương tự như treo biển đồ thú, là trên dọc cửa hướng thẳng vào góc nhọn. Cách 3. Xây tường chắn hoặc dựng bình phong phía ngoài hoặc phía trong của cửa. Điều này sẽ ngăn cản góc nhọn chiếu thẳng vào phía trong nhà. Số 2. Đường cái hoặc là hành lang dài đâm thẳng vào cửa. Vị trí này được các nhà phong thủy ví như là lưỡi kiếm sắc đâm qua tim. Điều này vô cùng xấu cho gia chủ. Để hóa giải hướng cửa này, các bạn có thể dùng bình phong chắn cửa hoặc theo sách cổ của Trung Hoa, người ta thường dùng tấm bia đá khắc dòng chữ Hán, Thái, Sơn, Thạch, Cảm, Dương, cao 1,65 mét, rồi chôn sâu phía trước cửa. Nhưng ở thời buổi hiện nay, để chôn được một tấm bia đá to như vậy ở trước cửa là một điều không hề dễ dàng, nên đã được đổi sang cách khắc tương tự, nhưng đơn giản hơn, đó là vẽ hình Sơn Hải Trấn, hoặc viết Sơn Hải Trấn lên tấm bùa, treo cửa là được. Số 3. Đường dốc chạy thẳng vào cửa chính. Trường hợp này có thể là do nhà được xây dưới chân dốc. Mặc dù theo phong thủy, đường chính là nước, nước là tiền tài, nhưng nước chảy ồ ạt từ dốc tạo ra một lực sát thương vô cùng mạnh, từ đó tạo ra thành họa cho gia chủ. Để hóa giải thế này, các bạn nên làm thêm bậc cửa trước cửa chính. Dòng nước vô hình sau khi bị các bậc cửa cản lại, thế nước đã giảm đi rất nhiều, vì vậy không thể gây họa cho gia chủ. Lưu ý, các bạn nên chọn bậc cửa số lẻ nhé. Số 4. Trước cửa là đoạn đường cong, hình cánh cung ngược. Đây là đoạn đường cong trước cửa mà chiều cong thẳng vào cửa chính. Theo phong thủy, đây được gọi là lưỡi liềm cắt sườn. Trường hợp này vô cùng xấu cho gia chủ và những người trong gia đình. Để hóa giải thế cửa này, các bạn có thể sử dụng cách tương tự như trường hợp đường cái đâm thẳng vào nhà, là vẽ hình Sơn Hải Trấn hoặc tấm bùa có viết Sơn Hải Trấn treo trước cửa. Hoặc có cách khác nữa là treo gương lõm để phản chiếu lại luồng khí xấu. Số 5. Hai cửa đối nhau. Đây cũng là trường hợp thường gặp trong môi trường sống chật hẹp hiện nay. Theo phong thủy, nếu hai nhà có cửa đối diện nhau thì sẽ có một nhà gặp dữ. Vậy nên hóa giải như thế nào? Có một số người treo gương tam xoa, bát quái, bạch hổ để hóa giải, nhưng làm như vậy lại là tai họa cho nhà đối diện, rất dễ
dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi, thù hận. Thật ra, không nhất thiết phải làm mọi việc căng thẳng như vậy. Vì bạn chỉ cần làm một cách đơn giản, đó là treo bốn chữ thiên quan tứ phúc, nghĩa là ông trời ban phúc là mọi việc được hóa giải. Nếu như có thể bàn bạc với nhà đối diện cùng treo tấm biển giống như vậy, để hai bên cùng có phúc thì không còn gì lý tưởng hơn. Bên cạnh đó, khi bước vào cửa, những vật đập vào mắt những vị khách đến chơi ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng là một phần nào đó làm ảnh hưởng đến sự tốt xấu. Khi những vị khách của chúng ta nhìn thấy những điều khiến tinh thần của họ vui vẻ và thoải mái thì nguồn năng lượng vui vẻ tích cực cũng sẽ đi theo vào trong nhà, tạo may mắn cho gia chủ. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng Phong Thủy Thực Tiễn đi tìm hiểu 3 điều nên thấy khi vào cửa nhé. Số 1. Vào cửa thấy màu đỏ. Theo phong thủy, màu đỏ là màu mang lại không khí may mắn, tạo cảm giác phấn chấn, vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn thấy màu đỏ cũng mang lại sự ấm áp, yên lành. Trong phong tục của người Trung Hoa, họ chọn màu đỏ cho trang phục và các vật trang trí cho ngày cưới cũng vì quan niệm may mắn này. Số 2. Vào cửa thấy màu xanh. Màu xanh là màu tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, mang lại cảm giác mát mẻ, thoải mái, dễ chịu, hăng hái tinh thần và yêu đời. Cây xanh là sự lựa chọn thường thấy của các gia đình Việt Nam ta. Không những vậy, cũng có những loại cây xanh hợp phong thủy cũng giúp xua đuổi tà khí xấu bên ngoài xâm nhập vào trong nhà, làm không khí trong lành hơn. Quả là nhiều tác dụng hữu ích đúng không ạ? Số 3. Vào cửa thấy tranh. Việc treo những bức tranh ngộ nghĩnh, vui mắt hoặc những bức tranh phong cảnh tao nhã cũng mang lại cảm giác thoải mái và vui vẻ. Đấy là 3 điều nên, nhưng bên cạnh đó cũng có 4 điều không nên thấy khi bước vào cửa các bạn cần tránh. Chúng ta cùng khám phá nhé. Số 1. Vào cửa không nên thấy gương. Theo phong thủy, gương treo đối diện cửa ra vào sẽ làm phản chiếu những luồng khí lành như là tà khí, vận khí từ bên ngoài. Như vậy thì gia chủ sẽ không nhận được may mắn và tài lộc. Số 2. Vào cửa không nên thấy nhà vệ sinh. Trong nhà của chúng ta, nhà vệ sinh là nơi tỏa ra khí uế, tức là khí đen đủi. Thấy nhà vệ sinh như thấy sự dơ bẩn làm các vị khách đến nhà cảm thấy xui xẻo và không vui. Số 3. Vào cửa không nên thấy bếp. Quan niệm rằng bếp nhìn ra cửa thì tiền tài cũng theo đó mà ra đi. Không những vậy, hỏa khí trong bếp xông ra ngoài cũng làm ngăn chặn các loại tài khí và vận khí vào trong nhà. Số 4. Vào cửa không nên thấy cửa sổ. Cửa sổ tượng trưng cho sự mong chờ, mòn mỏi, mang lại cảm giác u sầu, không vui. Đúng là có quá nhiều điều cần phải lưu ý ở cửa chính phải không ạ? Thế mới thấy cửa chính quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần các bạn lưu tâm một chút trong quá trình xây dựng hay chọn lựa tổ ấm của mình là các bạn đã có cả một cuộc đời sống an yên và thoải mái. Nếu thấy video này của mình thú vị, bạn hãy comment, like và ấn chuông đăng ký để là người nhận sớm nhất các video của mình và giúp mình có thêm động lực để làm các video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn!